body spray dòng vàng X12 này. Đây là bo đã sửa xong vệ sinh sạch. Còn đây là những cái bo nguyên bản anh em thợ chuyển bên mình hỗ trợ sửa này. Đây là zin bản cái bo này mình chưa động đến sửa nhá. Này. Cái nhanh nhất hết rồi. Này khả năng là tỷ lệ chết chip rất là cao. Này. Tỷ lệ chết chip rất cao nhá. Đó thì mọi người cần sửa chữa những cái bo bì bo DSP của dòng các cái dòng vang số. Không riêng dòng X12 này, cứ liên hệ trực tiếp mình sẽ hỗ trợ sửa cho anh em thợ làm nghề mà cần đến linh kiện nhá. Anh em thợ làm nghề mà cần đến linh kiện để sửa dòng này, tôi mình cũng sẽ sẵn sàng cung cấp cho anh em. Linh kiện đều là linh kiện mới chính hãng, là cái chất lượng sau khi sửa chữa nó chất lượng chất âm sau khi sửa chữa nó không thay đổi nhá. Đó, nó chạy được là nó sẽ chạy được thôi. Bo này là bo ok này, đang test. Mọi người xem video này, những ai chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh nhé. Ngoài ra thì mọi người có thể truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tham khảo tìm hiểu thêm các video về chia sẻ hướng dẫn sửa chữa các cái dòng sản phẩm mình đã cập nhật trên kênh rồi rất nhiều.